Thưa quý vị, trong các chương trình Việt Nam hôm nay thì chúng tôi đã liên tục cảnh báo về việc các trang Facebook, fanpage, TikTok, YouTube sử dụng tên, số điện thoại giả mạo chuyên gia, bác sĩ danh tiếng làm tại các bệnh viện lớn để bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thường được gọi là thực phẩm chức năng. Tình trạng này thì vẫn tiếp diễn tràn lan, người bệnh thì vẫn tiền mất tật mang, còn chính các bác sĩ được nêu tên thì lại cho hay là họ không hề biết mình đang bị mạo danh. Trang Facebook bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe này gắn hình ảnh bác sĩ, nguyên trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai, cùng với đó là số điện thoại để tư vấn. Nhưng chính bác sĩ này cho biết không nhận lời tư vấn cho bất kỳ đơn vị nào ngoài Bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ thì không tham gia tư vấn hoặc hỗ trợ quảng cáo cho thực phẩm chức năng nào về điều trị cơ xương khớp, đặc biệt là trên các báo mạng và cái số điện thoại có đăng ở trên đó thì không phải là số điện thoại của bác sĩ ạ. Hay trường hợp dược sĩ Phạm Hòa Lan, sau khi chúng tôi phát sóng phóng sự phản ánh việc tên ông được gắn với chức danh Phó Giám đốc Học viện Quân y 103 trong một quảng cáo thực phẩm chức năng, hiện nay ông không còn nhận lời giới thiệu cho bất cứ sản phẩm bảo vệ sức khỏe nào. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội vẫn sử dụng hình ảnh kèm theo nhiều số điện thoại mạo danh ông. Cho hỏi đây có phải số điện thoại của đại tá bác sĩ Phạm Hòa Lan không ạ? Vài tiếng sau thì có người gọi điện tự nhận là bác sĩ Hòa Lan, nhưng đây không phải là giọng và số điện thoại của ông Lan. Riêng cái trường hợp của chị đây nhé, thì bác cũng đã điều trị rất là nhiều cái trường hợp mức độ bệnh tình của chị rồi. Chị sẽ uống cho bác là 3 hộp thuốc, nó sẽ tấn công trực tiếp vào các cái ổ khớp của chị. Những cam kết chữa dứt điểm trong một liệu trình hay bài thuốc gia truyền nhiều đời ra giả trên mạng xã hội khiến nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng để mua những loại thực phẩm chức năng này. Thậm chí có người bỏ cả thuốc điều trị tây dược chỉ dùng thực phẩm chức năng được quảng cáo trên mạng xã hội. Người phụ nữ này đã bị suy thận nặng. Uống xong là người thấy nó mệt, nó kiểu là mệt hơn người rửa giả, nó nhọc. Tình trạng như này chúng tôi gặp hàng ngày. Đối với bệnh nhân mà đến phản hồi chúng tôi cần kịp thời kiểm soát và giúp đỡ hướng dẫn bệnh nhân điều trị. Còn đối với bệnh nhân mà không phản ánh, không phản hồi lại thì cái hậu quả rất khôn lường. Lợi nhuận cao khiến nhiều người sẵn sàng lừa đảo để kiếm tiền trên sức khỏe và thậm chí tính mạng của những người vốn đã khốn khổ vì bệnh tật. Chính cái bài này mình bị trước tình trạng giả danh các bác sĩ trên mạng xã hội thì Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo Cục không cấp phép quảng cáo nào có những câu như là cam kết khỏi bệnh sau một lộ trình, chữa dứt điểm đau xương khớp chỉ sau 15 ngày hay chữa khỏi hoàn toàn. Việc sử dụng hình ảnh bác sĩ hay người bệnh để quảng cáo cũng không được cấp phép. Bất kể một hành vi nào là quảng cáo khi chưa có giấy xác nhận hoặc là khác với nội dung của giấy xác nhận thì đều là vi phạm pháp luật. Thế thì văn bản cũng đã có, chế tài cũng đã rất là đầy đủ. Tuy nhiên là thời gian vừa qua thì cái vấn đề quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng còn có những cái khó khăn nhất định, là do cái sự bùng nổ của các công nghệ số, rồi là những cái hình thức quảng cáo nó quá đa dạng và có những cái trường hợp mà đặt máy chủ tại nước ngoài để thực hiện các cái quảng cáo, dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam thì rất là gây khó khăn rất là nhiều cho cơ quan quản lý. Chúng tôi cũng luôn luôn khuyến cáo với người dân cần phải có một số các cái dấu hiệu mà để nhận biết khi chúng ta xem các cái quảng cáo trên mạng. Ví dụ như thấy hình ảnh bác sĩ nói về sản phẩm, chắc chắn đấy là quảng cáo vi phạm và chúng ta không được tin những cái giới thiệu đó, chưa biết đấy là bác sĩ người ta giới thiệu thật hay là cái hình ảnh mà bị cắt ghép. Thứ hai nữa là trong quy định đã nêu rất là rõ, tức là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì không phải là thuốc nên không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.